Mến chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn nè. Hôm nay Linh Nguyễn chia sẻ cô chú anh chị và các bạn cùng xem một cái món cá rô kho tộ nha. Ở đây mình có nửa ký cá rô, mình đã rửa sạch rồi. Và nguyên liệu mình kho món cá hôm nay gồm có: ở đây là hành lá, mình có băm gốc hành lá với lại ớt ha. Rồi tỏi với lại hành tím, mình cũng băm nhuyễn cái phần tỏi hành tím luôn. Mình đã chia sẻ nguyên liệu rồi, bây giờ bắt đầu mình ướp phần cá trước nha. Mình cho vào đây 4 muỗng canh nước mắm trước nha cô chú anh chị. Nửa muỗng cà phê bột ngọt nha. Đường thì ở đây mình cho 2 muỗng canh đường nè. Dầu ăn thì mình cho trước vào đây 1 muỗng canh dầu ăn nha. Để mình ướp cho cái phần cá của mình nó bóng bẩy nè. Tương ớt thì ở đây mình sẽ cho 1 muỗng canh tương ớt ha. Tương ớt thì mình có một cái màu đẹp và nó làm cho cái nước sốt kho của mình nó sệt. Và mình cho cái phần gốc hành lá vào và ớt luôn. Hành tím thì mình cho phân nửa vào mình ướp nè. Tiêu thì mình ở đây mình cho khoảng tầm 1 muỗng cà phê tiêu nha. Cô chú anh chị mình có nước màu dừa thì cho khoảng tầm 1 muỗng cà phê là được rồi. Sau đó mình trộn cho nó tan cái phần gia vị và nó thấm cá ha. Mình ướp cá ở đây trong vòng 20 phút nha cô chú anh chị. Nếu mà có thời gian thì mình ướp khoảng tầm 1 tiếng đến 30 phút cũng được nha. Phần cá của mình ướp như vậy cũng đã xong, cũng được 20 phút rồi. Bây giờ bắt đầu mình vào bếp mình kho nha. Mình cho cái chảo lên bếp nè, hoặc cô chú anh chị mình có một cái thố đất á, mình cho lên cũng được ha. Và sau đó mình cho 1 muỗng canh dầu ăn nè. Dầu ăn nóng thì mình cho cái phần tỏi vào mình phi nha. Phi cho tỏi nó thơm nè. Tỏi thơm vàng rồi, bắt đầu mình cho những cái em cá vào. Mình lăn qua cho nó áo cái phần dầu ha. Mình cho cá vào hết và sau đó mình để cho tái cá thì mình cho hết cái phần nước ướp cá vào luôn nè. Và sau đó mình đợi cho nó sôi bùng lên và mình trở cá qua lại nha cô chú anh chị. Cho nó rút cái phần nước ướp cá vào trong cái miếng cá thì cá của mình nhìn rất là ngon nè. Sau một hồi thì cá của mình cũng sệt săn lại rồi nè. Bây giờ bắt đầu mình cho cái phần nước lọc vào mình kho ha. Khoảng tầm 1 chén nước lọc nha cô chú anh chị. Cho nó ngập cái phần cá này. Rồi sau đó là mình để cho nó sôi bùng lên. Và mình để lượng lửa riu riu mình kho cái phần cá này nó mới ngon nha. Cá của mình sôi bùng lên á thì cô chú anh chị mình dằn vào đây khoảng tầm nửa muỗng cà phê muối ha. Cho cái phần cá của mình nó độ mặn nó đậm đà nha. Rồi sau đó để cho nó sôi bùng lên và mình hạ lửa nhỏ xuống, mình kho với lượng lửa riu riu cho cá của mình nó sệt lại nha cô chú anh chị.
Sau một hồi thì trở qua trở lại thì cá của mình cũng cạn nước rồi nè cô chú anh chị. Thì bây giờ thì cô chú anh chị mình nêm nếm lại theo khẩu vị ăn của gia đình ha. Và mình sẽ cho vài trái ớt vào cho nó có độ cay nhẹ ha. Nhìn nè, mấy khứa cá nè cô chú anh chị ơi, nhìn rất là ngon luôn. Sệt sệt như vậy, cô chú anh chị mình muốn kho khô á, thì để khô tí xíu. Còn không sệt như vậy thì cho cái phần hành lá lên chí xíu là được rồi ha. Gắt tí xíu tiêu nữa. Cô chú anh chị mình có cái phần tóp mỡ á, thì cho cái phần tóp mỡ vào nha. Tóp mỡ thì mình không cần cho sớm quá. Cho sớm thì cái phần tóp mỡ của mình nó không có được giòn. Nên mình kho cá gần được rồi mình mới cho cái phần tóp mỡ vào nha. Nhìn chảo cá mà chảy nước miếng luôn cô chú anh chị ơi. Thơm phức luôn á. Cho thêm tí xíu tiêu vào nữa cho nó thơm nè cô chú anh chị. Và mình sẽ kho sệt lại tí xíu nữa ha. Nhìn cái chảo cá rô kho tộ của mình rất là ngon luôn cô chú anh chị ơi. Mình kho sệt sệt có nước như vậy nè, mình luộc rau, mình chấm kèm với lại cá rô như vậy á, cũng rất là ngon ha. Như vậy là cái chảo cá rô kho tộ của bếp Linh Nguyễn cũng xong rồi nè. Mình mời cô chú anh chị và các bạn cùng thưởng thức với lại bếp Linh Nguyễn nha. Nếu mà cô chú anh chị mình thấy cái món này ngon, nhanh gọn lẹ thì bắt tay ngay vào bếp làm cho gia đình mình cùng thưởng thức và đổi vị trong những bữa cơm gia đình nha. Rồi thôi Linh Nguyễn kết thúc clip tại đây. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn luôn sức khỏe nè, vui vẻ, bình an và hạnh phúc, lúc nào cũng thành công trong cuộc sống nha. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn mình trong cái clip lần sau nha.